Mày sống, mày non, thấy không? Mày dốt, mày chín. Cái này là để dành kho cá, nấu canh rồi ngon lắm. Còn này để ăn. Còn cái kia là ăn liền á, mày ngọt á. Còn cái này là gọi là mày non, mày chưa có hộp. Mày ngọt ngon lắm. Cảm ơn cô. Ông là quỷ nhân thới. Chưa tới 70 mà chuẩn bị 70. Lúc mới ra mình đâu có biết rằng là mình sẽ sống nghề me này rồi xuống đâu. Và hồi đó là mình đi làm hồ. Rồi ông có đạp xích lô thời gian nữa chứ không. Lúc đó có chiếc xích lô là cái nuôi được bản thân rồi. Tối ngày là ông đậu ở Cầu Muối không á. Sau này mới học được cái nghề hái me này nè. Đó, bằng già về. Đó, cũng sống cũng mấy chục năm rồi nè. Hồi xưa cũng đi làm hồ chung luôn á. Lúc đó là mình là đi làm với đi ngang đó, cái nhà thầu nó là ở ngay chỗ công viên Chi Lăng mình nè. Sáng nào cũng tụ họp, nó đông lắm, công nhân rồi lợn hái me thì ông mới bẻ lợn đó, mới biết ngày me là mới bẻ xuống là 10 bao, là người ta chủ người ta 6 bao, mình còn 4 bao. Tính về đồng tiền bây giờ thì coi như là 4 bao đó mình bán cũng được cũng khoảng là 200-300 ngàn đó. Hồi xưa là hái me là nó nổi tiếng luôn. Dạ. Lấy chùm ăn. Nếu hôm qua vậy cũng được 100 ngàn rồi chứ bộ. 6 triệu, 8 triệu, 100, 120 lại kiếm được 120 rồi. Chạy xong nó là mình soạn vừa sửa soạn đồ đạc rồi mình đi ra mình đi hái. Rồi ổng leo lên đó mắm hái rồi mình vớt trái nào xuống dưới mình lụm trái nấy, còn ổng hái bỏ vô trong cái tụng. Hái ban đêm nó khỏe hơn, ban ngày nó nắng. Chỉ là nhiều cái chỗ của cô quan á, rồi rớt cây cối rồi xuống mấy lá rồi xuống nhánh cây khô rồi xuống sợ người ta la xuống cây rồi đó là bắt đầu nghỉ, bắt đầu mới dọn hàng ra bán không bẻ. Cái sáng sớm bẻ tới đó là được bao quá tài lịch trình mình. Mỗi lần bò ra nhánh cây nè, mình dối mình bẻ thấy một chùm me chín nè, dối mình bẻ nó quá hớm kẹo xương mình luôn chứ không? Lo chứ, rủi mà có nguy hiểm gì chắc chết, không có tiền mà lo nữa, lo thuốc men nữa. Không có mong gì, chỉ là cuộc sống hàng ngày, sống qua ngày chứ đâu có mong gì. Hái me này muốn để dành được nữa, vài triệu chắc khó. Kỳ quá.